phê này. Chẳng ngon gì. Bây giờ có một viên này để anh cay cái chứ, cái thế, cái vừa cay vừa nhiệt mà. Đây, cái gạo một viên này. Cay đấy, cay chứ. Anh chưa ra kiểu đấy. Còn cay. Mày lấy ngay cái quả xay
của tao thì đi xay. Hả? Ui à, đủ cay chưa các bạn? Cay không? Thôi cho thêm lên đường siêu cay. Muối muối muối. Đây là những cái gì cho sáng này. Cho mát. Cay quá chết. Cho cắn ra xem. Uống ngấm vào thì chắc đây gọi là không biết tí nữa không ăn được, tao giết mày. Mất bao nhiêu công sức vào đây. Thì anh bảo làm siêu cay mà. Siêu siêu vô phải. Anh đo lửa đi. Lấy củi đi, củi. Lấy củi đi, cần lắm anh. Gì anh dùng từ bóng ăn gì ấy? Hả? Bảo vệ chim à? Hết cây rồi, hết đỏ rồi. Mời cũng mà hết. Này nó ngấm từ lúc mà biết. Bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu? Hết hết vào bụng nó. Hả? Đây dòng. Có mấy con lươn chết giết bị bảo vì thế đủ không? Ừ, đám con đấy. Ấy, tao bảo mày đi kiếm củi mà. Chưa gì em lấy đâu. Lấy gì? Châu, chó, chó ăn hết đấy. Ôi, ở đây có mỗi mày thôi. Chó thì chỉ có mày thôi. Em đi kiếm châu. Chó nhất. Anh đi lấy củi đi em chó. Từ rồi, hốp lên. Xùi. Cái nhé. Cái nơi gọi là cả quả. Để đấy tí nữa chắc ở mặt trên. Rồi. À. Buộc đấy làm gì? Để thôi. Cắt làm đôi. Lấy một cái, lấy một cái. Không biết gì ý mồm. Uầy. Biết cái gì. Để cái này để tí nữa. Có vào mặt dưới. Rồi đem một em trông. Thôi. Anh đi đi. Đem đi trông. Em trông. Đói quá là đói. Ừ, ngon nhỉ. Nó lòm. Mày chắc không ăn được lươn. Hả? Chắc mày không ăn được lươn đúng không? Anh ấy, anh kiêng lươn phải không? Không, tao chẳng kiêng, người ta chỉ kiêng lá xoàn này. Cứt, nước điếu. Thế này. Các bạn thấy phê không? Lươn nướng siêu cay. Ớt phủ hết lên rồi. Quá là phì. Này đã đủ siêu cay cho các bạn. Nó bị câu cá thì nó cũng nhít đi nhỉ. Khuy cho các bạn ơi. Cực kỳ ngon. Lươn nướng siêu cay. Lươn nướng siêu cay. Tao lại đi xem câu cá. Được con nào không? Không. Tao lúc nãy câu được rồi. Bố dù mày cũng mà biết câu. Mày cứ phải để anh câu nó mới được. Nó ăn chọp chọp cho mà nó không đấy. Ăn chọp chọp ấy đấy.
chạy hết bà nó chứ. Cắm ở đấy, câu cá lóc thì cắm ở đấy. Cầm ở đây nó không ăn đâu. Ui trời, ăn quậy. Ấy. Cá bé. Cắm ở đấy. Thôi ta sang ta ăn luôn kệ mày nhá. Tí nữa đấy. Em. Ăn yếu nhỉ. Cái mồm nha, nhìn đây này. Được đấy. Ui, từ từ thôi. Bụi. Ui, ớt nó chảy hết rồi này. Nào im. À. Ui. Ai ăn ớt, hoài à. Cay quá. À. Ui, cay lắm. Cay cũng bị ngon. Ngon cái cứt đấy. Thôi hỏng hết. Hỏng lương của tao rồi. Các bạn cho ít ớt thôi. Cay mày ngon. Cay cay. Anh quạt mạnh vào cho nó đỏ hai bên. Tao nhìn mày tất ấy. Cay bó mẹ rồi. Ui nó cay ạ. Nhớ nhé, để đấy cho em ăn nhé. Kia đi bên kia kìa. Bên này đỏ lắm rồi, bên kia không đỏ. Thế thôi, đừng quạt đấy. Ui, cái cháy nước mắt. Thịt không ăn, ăn ớt làm gì? Thịt cũng ngấm hết à. Thịt chà, dạ. Đây, thì em ăn hết nhé. Bụi nào. Chiêng lên mà ăn. À từ từ, từ rồi đấy. Chưa. Ủa cháy của em. Chết rồi. Thì luôn, thì luôn. Thì luôn. Ăn được bữa ăn được bữa ăn nó ngon. Thì luôn em đặt cái này đó. Ăn được. Thôi được rồi. Không. Ăn được sạch sẽ đi. Được rồi. Rồi, cái đấy bẩn, bỏ đi. Đó. Ôi trời. Ớt còn đỏ thế nhỉ. Từ lưu. Khui hàng, khui hàng. Chết cha mày chưa, sướng chưa. Mất món ngon rồi. Thế thế nhưng mà ngon. Cái bò mẹ giờ. Em khẳng định là ngon luôn, cái hôm nay cái ngon. Cá ướt lên một tí. Thế nào? À. Đây anh ăn thử miếng này nè. Wow. Con to nhất mà ăn, anh bảo anh không ăn mà. Mời cả nhà đấy. Mời cả nhà nhé. Lươn đến siêu cay. Cay quá. Cay quá. Các bạn nghe cứ nghe cơ. Nó ngon thế này. Nhưng mà ngon. Thế là mới ngon này. Wow. Ngon. Phỉ lắm các bạn. Thế hết cả mồm. Bên trong nó vẫn bên trong nó vẫn ngọt. Thấy không? Cay nữa, quá cay. Cay hơn cá nhỉ. Có phần giả xem. Rất là phê. Anh đợi lấy nước đi. Chíu. Bảo không nghe. Ngay cho cái to. Anh đợi lấy nước đi. Ăn nó ngon. Thôi ông ạ, à, về mà ông đớp hết bát hết sạch. Ngon rồi đấy.
cay không? Ngon lắm. Nhưng mà hơi quá cay. Lần có ít ơi thì ngọt lắm ấy. Ủa, hạt đi. Ngọt. Phải rách mép à? Thì thì. Chú mấy bạn thì ngọt cay này ngọt. Món nào mình có thấy ngọt? Nam mình chả thấy ngon. Sái ớt này mới đều cay đều. À, gì hạt ớt. Cái chén mèm. Ngon. Mày về nước đấy. Ăn về nước đi. Không, tao đi thăm người ăn hết. Đẹp quá. Mà ngon. Chống rồi. Đi về lấy chanh nhé. Anh về lấy đi. Tao phải cầm một con để tìm thấy ăn. Mày nước rồi ạ. Nhớ ăn ít thôi nhá. Ôi giời, mà đại ca về nước à? Ở đấy mà nước mình chán hết. Cái này là mớt quá. Xương nước à, cay nhưng mà mình dọn hết cay mới ngon. Tí tẹo này. Cái em này. Cay. Cay cay cái cục kìa. Mày, lần sau tao cũng phải đi lấy một cái gì. Sai lầm cuộc đời. Ngon nè. Ngon. Nè. Ơi. Ăn hết. Mẩu gì ăn nó thương à. Lấy đâu chưa cần ớt nướng. Ủa, cháy hết. Đây à, ngon. Ngon lắm chưa? Ăn này tối ạ, sốt hết dạ này. Mày phun ở mặt tao. Cảnh quá. Mới đi 5 phút đâu. Quá ngon các bạn ạ. Nhưng mà hơi cay một tí. Chạy về nhà hết rồi. Mất hết rồi. Thế anh bảo em chạy về nhà thì chạy hết à? Hết luôn đấy. Đây em còn ăn chậm. Ngon quá. Thế thì tôi hết cả lưỡi.
xẻ mép. Đi bắt kia đi. Mai, mai xuống bắt cua. Đây nhiều cua. Cá lóc. Ui. À con cá lóc ít về em nữa. Em làm gì rồi? Tao thả xuống chung lợn cho lợn nó ăn à. Dạ ngon. Ngon cực cực. Ôi thôi. Nóng hết cả ruột luôn. Thế này mà mày đớp được hết cả phiên. Cà phê này chẳng ngon gì. Bây giờ có một viên đầy để anh cay cay chứ cay chứ cay vừa cay vừa nhiệt mà cay cay cả một viên này cay đấy cay chứ anh chưa ra kiểu đấy còn cay thì còn cay gì mà cứ nhiệt vào mồm mày nó trò phát rồi thôi kết thúc ngon đấy trưởng ấy cầm phim này ngon nhỉ, ngon nhưng mà cay. Thôi, clip anh em chúng tôi kết thúc ở đây đây. Nếu thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhá. Đừng quên đăng ký và ấn chuông bên cạnh nhá. Các em nhỏ không nên học theo những món này cay lắm, không thể ăn được. À. Đúng rồi, ui này, cay thế, cay thế, ui chém tôi rồi này. Thôi đi về, đại khái là như thế. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với đây, anh em mình đã quyết định kết hợp với công ty trà Việt Anh Tinh Hoa Trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? À, sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. À, đây như bao đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. À, bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và có những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30 thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Mịn như nặng luôn. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàng cái mút đi mà làm bánh với cả làm chà đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tama TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, nên cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đấy nhá. Cho mọi người xem lại một lần nữa. Vẫn thế. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688 0585898688
mình có để ở dưới mô tả nhé, và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tamao TV, page Tamao TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này, chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý, thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.